Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ về nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ trong thời gian đến. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh cùng chủ trì hội nghị. Với sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành thành phố đã có những chủ trương kết luận quan trọng là tiền đề tạo động lực cho quận Cẩm Lệ phát triển. Cùng với truyền thống đoàn kết, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ thời gian qua đã phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề ra chủ trương, kế hoạch, các giải pháp có hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, quận Cẩm Lệ hiện nay vẫn còn những hạn chế như là quy mô kinh tế quận còn nhỏ, chiếm tỷ trọng tương đối thấp trong cấu thành nền kinh tế của thành phố, cơ cấu kinh tế dịch chuyển chậm, các loại hình dịch vụ chưa đa dạng, hoạt động của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động thu hút đầu tư tuy có cố gắng nhưng vẫn chưa đạt kết quả mong muốn. Tiến độ triển khai thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm, dự án động lực còn chậm, công tác giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư ở một số dự án còn gặp nhiều khó khăn.